từ từ hoa thuận đốn theo quy định do liên bang công bố ngành điện lực hoa kỳ phải cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide là 30% vào năm 2023 tính từ mức độ của năm 2005 đề nghị của cơ quan bảo vệ môi trường là một trong số những quy định về môi trường quan trọng nhất mà hoa kỳ đề xuất và có thể thay đổi ngành điện lực dựa vào than đá khoảng gần 38% điện năng sẽ có những phương tiện linh hoạt để đạt được mục tiêu đầy tham vọng về việc giảm khí thải carbon nói trên tuy nhiên sẽ rất khó khăn đối với những tiểu bang có các nhà máy điện đốt than Quản trị viên Gina McCarthy của cơ quan bảo vệ môi trường cho biết, họ đề xuất một kế hoạch điện sạch, cách giảm ô nhiễm, cách lãng phí năng lượng, vì tuy có giới hạn các chất ô nhiễm như thủy ngân, lưu huỳnh, asen, nhưng chưa giới hạn ô nhiễm carbon từ các nhà...